Xin chào các anh chị nhà đầu tư lấy thẻ xanh Hoa Kỳ. Hôm nay thì tôi có một số cập nhật quan trọng liên quan đến dự án nhà máy thép BRS. Tức là Bit River Steel mà công ty tôi chịu trách nhiệm tư vấn cho các nhà đầu tư lấy thẻ xanh Hoa Kỳ theo chương trình EB5. Vừa qua thì cựu giám đốc Sở di trú Hoa Kỳ ông Robert DeVine, hiện nay ông là cố vấn của dự án thì ông có gửi công văn đến Sở di trú Hoa Kỳ đề nghị cấp cho dự án được hưởng quy chế xử lý hồ sơ nhanh. Công văn ông gửi tập hợp được 7 lá thư ủng hộ của những cá nhân và tổ chức quan trọng. Thì trong đó có thư ủng hộ của thống đốc tiểu bang Arkansas là tiểu bang mà nhà máy đặt tổng hành dinh. Điều này có nghĩa là dự án mà chúng tôi đang chịu trách nhiệm tư vấn có tốc độ xử lý hồ sơ nhanh hơn các dự án khác. Nghĩa là các nhà đầu tư Việt Nam lấy thẻ xanh Mỹ tham gia vào dự án này sẽ sớm nhận được thẻ xanh hơn các dự án khác. Dự án nhà máy thép này theo tiêu chí đánh giá của chính phủ đương nhiệm của tổng thống Donald Trump là dự án quan trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ và là dự án EB-5 duy nhất được chính cá nhân tổng thống Donald Trump ủng hộ. Big River Steel is investing billions of dollars to build a brand new plant in Texas and to upgrade another one in Arkansas. Chương trình EB5 lấy thẻ xanh cho cả gia đình đến sinh sống tại Mỹ là một chương trình hợp pháp và chính thức do Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn thuận. Công ty đầu tư di trú.com là một đơn vị tư vấn trong thời gian qua đạt 100% hồ sơ nộp vào sở di trú đều đã được duyệt. Và tiếp nối thành công đó thì chúng tôi tiếp tục cập nhật và tư vấn cho những gia đình muốn sang Mỹ định cư theo chương trình này. Tham gia vào dự án ở giai đoạn 2 vì giai đoạn 1 đã hết sức đầu tư. Mọi chi tiết thì xin liên hệ theo thông tin ở video này. Xin cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi. Và nhân tiện thì thông tin cá nhân của tôi cũng có boss ở video này trong trường hợp quý vị cần liên lạc tư vấn riêng. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị ở video khác tiếp theo. Xin chào.